Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Kính Diều qua sách và bài tập bài 10 ôn tập cuối học kỳ 1 tiết 5. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Gạch dưới chủ ngữ trong các câu sau. A. Người phụ nữ ấy là bà Nguyễn Thị Duệ. Rồi theo em, đâu là chủ ngữ trong câu này? Trước hết là các em đặt ra câu hỏi. Ai là bà Nguyễn Thị Duệ? Người phụ nữ ấy. Bộ phận trả lời cho câu hỏi ai? Đó chính là chủ ngữ. Người phụ nữ ấy là chủ ngữ. B. Thuận quét luôn nửa sân bên kia. Ai quét luôn nửa sân bên kia? Thuận. Như vậy Thuận là chủ ngữ. Cả mảnh sân sạch bong. Cái gì sạch bong? Cả mảnh sân. Như vậy cả mảnh sân là chủ ngữ. Bài 2. Các em viết đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu tả một bông hoa hoặc một cây rau, gạch dưới chủ ngữ ở mỗi câu trong đoạn văn đó. Rồi thầy giáo ví dụ các em tham khảo. Đoạn văn tả bông hoa đào. Bông hoa đào như một cô gái mặc trên mình chiếc váy đỏ thắm trước trời xuân. Những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa như những viên ngọc lấp lánh, điểm tô thêm sự rực rỡ của bông hoa. Mùi hương thơm dịu của hoa đào bay theo gió làm ngây ngất bao người. Những chị bướm vàng xinh đẹp bay vờn quanh trò chuyện râm ran cùng cô hoa đào. Nàng nắng xuân cũng tò mò ghé xuống có vài câu chuyện góp vui làm cả khu vườn sáng rực. Rồi trước hết là các em tìm chủ ngữ ở câu thứ nhất. Bông hoa đào như một cô gái mặc trên mình chiếc váy đỏ thắm trước trời xuân. Cái gì như một cô gái? Bông hoa đào. Bông hoa đào như một cô gái. Bông hoa đào là chủ ngữ. Những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa như những viên ngọc lấp lánh, điểm tô thêm sự rực rỡ của bông hoa. Cái gì đọng trên những cánh hoa? Những giọt sương mai. Những giọt sương mai là chủ ngữ. Mùi hương thơm dịu của hoa đào bay theo gió làm ngây ngất bao người. Cái gì bay theo gió? Mùi hương thơm dịu của hoa đào. Như vậy mùi hương thơm dịu của hoa đào là chủ ngữ. Những chị bướm vàng xinh đẹp bay vờn quanh trò chuyện râm ran cùng cô hoa đào. Con gì bay vờn quanh trò chuyện râm ran cùng cô hoa đào? Những chị bướm vàng. Những chị bướm vàng xinh đẹp là chủ ngữ. Nàng nắng xuân cũng tò mò ghé xuống có vài câu chuyện góp vui làm cả khu vườn sáng rực. Như vậy, nàng nắng xuân là chủ ngữ. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.